Phương Lực Hoàn Ngụy Quân Tử đổ hết tội cho Lý Tịnh Lôi, tố vợ ép cưới vì bụng bầu, bị đòi 540 tỷ. Vụ ly hôn của Phương Lực Hoàn đang trở thành chủ đề nóng, khiến nam ca sĩ bị đánh giá lại nhân phẩm. Tối ngày 19 tháng 12, sau 2 ngày im lặng giữa vô vàn bê bối, bị vợ cũ bóc phốt ngoại tình, quan hệ với gái mại dâm, Phương Lực Hoàn đã có bài đăng chính thức giải bày tất cả mọi chuyện trên mạng xã hội. Tâm tư dài của nam ca sĩ được đăng vào lúc nửa đêm, khiến là giải trí xứ Trung được một fan xôn xao. Mở đầu tâm thư, Phương Lực Hoàn lên tiếng khẳng định anh và Lý Tịnh Lôi bắt đầu quen biết nhau từ năm 2003. Tuy nhiên, cả hai không liên lạc với nhau trong suốt gần 10 năm trời. Tới năm 2011, hai người mới nối lại liên lạc. Chủ nhân bằng hit Big City Little Love còn chia sẻ ảnh chụp màn hình với tin nhắn gửi Lý Tịnh Lôi. Thời điểm này, vợ anh đã 26 tuổi, không phải là độ tuổi vị thành niên. Đây được cho là động thái phủ nhận cáo buộc Phương Lực Hoàn dụ dỗ quan hệ với trẻ vị thành niên mà vợ anh từng viết trong tâm thư bóc phốt trước đó. Nam ca sĩ khẳng định hẹn hò chưa được bao lâu thì Lý Tịnh Lôi mang bầu. Cô liên tục uy hiếp anh rằng nếu như không kết hôn, cả đời này Phương Lực Hoàn sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt Lý Tịnh Lôi và con gái, bởi cô sẽ cao bay xa chạy, thay tên đổi họ và sống ở một vùng đất mới. Dù chưa ở giai đoạn muốn tiến tới hôn nhân, nhưng vì quá sợ hãi nên Phương Lực Hoàn đành gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, Thiên Vương đình đám khẳng định rằng cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm 8 tháng của hai người khiến anh khiếp đảm. Cả hai nảy sinh quá nhiều vấn đề, Phương Lực Hoàn luôn cảm thấy sống trong sợ hãi, lo lắng và bị uy hiếp. Từ tháng 3 năm 2014, nam ca sĩ đã phải tới bệnh viện tìm bác sĩ tâm lý hôn nhân, nhưng mọi thứ không có chuyển biến nào đáng kể. Trong tâm thư, Phương Lực Hoàn cho biết Lý Tịnh Lôi đòi hỏi tiền bồi thường quá nhiều. Trong cuộc hòa giải ly hôn tháng 12 năm 2020, cô đòi số tiền 200 triệu tệ, tương đương 720 tỷ đồng. Sau quá trình thương lượng, số tiền giảm xuống còn 150 triệu tệ, 540 tỷ đồng, bao gồm một nửa căn nhà tại Los Angeles, một nửa số cổ phần đầu tư công ty. Ngoài ra còn có sinh hoạt phí 201.000 tệ, 760 triệu đồng một tháng, tiền thuê bảo mẫu, lái xe, giúp việc. Cuối tâm thư, Phương Lực Hoàn bày tỏ ưu tiên hàng đầu của anh giờ đây là con cái, mong vợ cũ đừng lôi những người vô tội vào cuộc. Nam ca sĩ còn cho biết mình sẵn sàng đáp trả từng lời buộc tội sai trái của Lý Tịnh Lôi. Vậy nhưng, netizen đang vô cùng thắc mắc về việc, dù tâm thư rất dài, nhưng Phương Lực Hoàn không có bất cứ lời thanh minh nào về drama ngoại tình, quan hệ với gái mại dâm. Giờ đây, CNET đang đặt câu hỏi chất vấn ngược lại nam ca sĩ. Trước đó, trong lá thư dài gửi đến truyền thông thông qua công ty quản lý, hôm 18 tháng 12, ông Vương, bố của Phương Lực Hoàn, cho biết sự hối hận lớn nhất trong đời ông là ủng hộ cuộc hôn nhân của con trai với Lý Tịnh Lôi. Ông buộc Lý Tịnh Lôi đã lừa con trai ông, ép buộc hôn nhân bằng cách có thai. Bố Phương Lực Hoàn cho biết, năm 2013, ông nhận được cuộc gọi từ con trai, báo rằng Lý Tịnh Lôi đang mang thai. Ban đầu cô ta nói với con trai tôi là vừa hết đèn đỏ, nhưng hai tuần sau đã báo có thai, đứa con là của Lực Hoàn. Lúc đầu cô ta cũng khẳng định không cần lo lắng vì sẽ nuôi con một mình, sau đó thay đổi giọng điệu, nói muốn kết hôn. Nếu Lực Hoàn không chịu cưới, cô ta sẽ tung tin lên mạng xã hội và phá vỡ sự nghiệp của Lực Hoàn. Ông Phương rất ghét Lý Tịnh Lôi nhưng cuối cùng đồng ý cho cưới. Tôi nghĩ cần phải bảo vệ các con, sự nghiệp rất quan trọng, cũng có thể sau khi cưới cô ta sẽ là một người vợ tốt. Nhưng hóa ra điều đó là điều hối tiếc nhất đời tôi. Tôi đã không nhất quyết chịu đựng nỗi đau ngắn hạn thay vì nỗi đau lớn lâu dài. Một ngày sau khi bị bố chồng tố, Lý Tịnh Lôi viết trên trang cá nhân, nhìn thấy bố anh ấy đã quá già rồi mà vẫn phải tiếp tục nói dối cho đứa con trai 45 tuổi của mình, còn chụp một bức ảnh như vậy, bức ảnh ông cầm thư tay. Tôi thấy rất đau lòng và thấy khó tin vô cùng. Chúng ta đều là những người trưởng thành cả rồi. Khi có chuyện xảy ra, anh nên tự mình đối mặt và chịu trách nhiệm với việc mình đã làm.